Sâu xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Jisoo Juju. Đây là những người khách du lịch, họ đang đi ở góc đường Chế Lan Viên ở bên hông của chợ Mũi Né. Hôm nay thì Jisoo sẽ mời cả nhà mình du lịch qua màn ảnh nhỏ cùng với Jisoo đi vào trong chợ Mũi Né để xem người ta mua bán hải sản, và mình xem thử trong chợ thì họ sẽ có những hải sản gì ha. Ê, đây là những người khách du lịch. Jisoo sẽ đi theo mấy bạn này để Jisoo coi thử các bạn này sẽ mua cái gì. Bởi vì Jisoo đi ra bãi trước Mũi Né thì mùa này hải sản nó không có nhiều, mà cả nhà mình đi thì còn mua mực, mua cá, mua tôm tươi, thì Jisoo chỉ cho cả nhà mình vào đây. Ngay góc này của chị này, chị bán mực nè. Mực này là mực tươi nha cả nhà. Mực này là mực tươi. Đấy, cả nhà mình nhìn thấy nó còn mino, nó đỏ và mino nó đỏ và con mắt nó sẽ trong như thế này. Giá mực của mình, mực đó là giá bao nhiêu ạ chị? Mực này là bao nhiêu ạ? Con lớn là 300, còn con nhỏ là 200 cả nhà mình. Một ký mực nó hơi mắc hơn so với bình thường ha. Đây là hàng mực này cả nhà mình đó, chỉ ngồi đây mình vô đây mình mua ha. Rồi vô đây là cá bóp, thì cá bóp này là cá bóp nuôi cả nhà mình. Đây này cá bóp nuôi, cá bóp cá thu. Mình rẽ qua đường này sẽ là một cái đường để vào hải sản này, nhưng mà Jisoo muốn qua bên này cho cả nhà mình coi chút xíu nữa. Chị này chỉ bán cá mú cá hành, những con cá to mình mua mình có thể đem đi nướng được. Dạ không. Bên này thì cũng là hàng cá dứa. Cá chẽm nè, cá chẽm chấm khúc. Ồ, trứng nữa này cả nhà. Cá trứng hả? Cá chẽm có trứng. Mỡ này. Mỡ trứng. Trứng là mỡ nữa. Cái đó mình chặt ra mình bán nhiêu 1 ký hả? 200 nè. Mấy trăm hả? 200 hả? Còn cá bóp là bao nhiêu ạ? Bóp là 350. 350. Thu 300. Dạ. Để trắng sẵn hết á ha. Đó, một bụng trứng luôn. Rồi. Hồi nãy mình nói cá thu là bao nhiêu ạ? 350 1 ký, cá thu 300. Cá bóp mắc hơn ha. Dạ. Sao cá bóp là nó có giá cực lần vè. Dạ. Cá thu là nó vô giá. Dạ. Cá 300, 350 là 300. Lên xuống tùy chợ, tùy bữa. Dạ. Là nó dạ. Có biển. Cái này là nó cá nuôi. Nuôi. Nó có giá cá cả nè. Dạ. Còn cá thu quá nhiều thì nó hạ, mà ít dạ. Thì nó mắc. Dạ. Cảm ơn dì nha. Cả nhà mình sẽ rẽ qua cái hẻm này nè, lát nữa Jisoo sẽ chỉ cho cả nhà mình một cái đường khác để đi vô cái chợ cá này gần hơn chỗ này ha. Đây mình vô lại trong lòng chợ nè. Ở Mũi Né thì chỗ này họ có cái chợ bán riêng. Đây là cá ngát, này cô làm cá ngát. Là mực, tôm. Đó, cả nhà mình vô qua đi mua tôm. Tôm tít. Tôm tít này nhiêu quá chị? Tôm tít nhiêu tiền ạ? 200.000 ký. 200.000 ký nè cả nhà. Như đây có mấy lẹ à ăn đi. Tôm tít còn sống. Người ta lửa cho cao. Lửa tới 2 cái. Này khách du lịch đúng không? Hả? Dạ. Phải không? Khách du lịch đúng không? Dạ. Mực nè, anh mua mực đã nhiêu ký? 350. 350 đó, mực còn sống nè cả nhà. Hả? Đi ra đây mua, ra chợ Mũi Né mua cho nó mực đây mà 350. Mực lá 300.000 cho xuống. Để bà kia mua mực lá cho má. Bà biết. Mực lá thì 300, bạch tuộc. Thấy đẹp không anh? Không có trả giá. Không có trả giá đó. Đó mấy chị giữ cho sao? Bỏ con hai con thôi. Bỏ cho giết lên đò hả? Hay, cảm ơn chị. Đây, cả nhà mình lên đây thì họ có bán từng mớ, một mớ tấm tấm gì đó mình mua. Bán rẻ. Chị lựa một của ta là như xuống dưới hồ anh bắt vậy đó, có 600.000 cái nhà ta có một cô, biết đó, anh là vậy luôn, em lấy cho 200 là con cô. Ủa tâm đó bao nhiêu một ký chị? Tâm này á, một ký bé có 5 ký.
50 hả? À, 50 ngàn. 200 ngàn nhiêu đó cả. Này tùy bữa tùy chợ, bữa cái này có hàng này có hàng kia. Ăn một cây này. Đâu bắt con kiểu mày sai đâu. Con này rồi. Cá bò muối rất là ngon. Này là cá bò. 250. Mình muốn mua hồi bóp nè. Bóp biển cả nhà. Cho xuống đi. Ở đây bóp biển. Ồ cái này cắt nguyên con bán hết rồi hay gì hả? Cắt khúc bán đó hả? À còn này là nguyên con là chặt bao nhiêu ạ? 230 là chặt luôn ha. Còn lẻ thì giá khác hay gì hay sao? Nguyên con 230 làm luôn nè cả nhà. Còn 2.2 mà đuôi 2.2 mà nạc thì 350. À nạc là 350, đầu thì 220. Đuôi thì 120. Đầu 120. Đuôi thì bao nhiêu ạ? Đuôi 24 mấy? 220 luôn. Còn mình là 350. Còn nguyên con thì 230. Dạ. Bằng giá ở ngoài bãi trước luôn, bán sỉ luôn, vô đây mua cho nó sướng cả nhà mình. Vô đây cô chặt, cô làm sạch cho rồi về nướng hay nấu chua, nấu lẩu gì đó cũng được. Đó, đây á, cái gì luôn. Dạ, làm sạch sẽ. Ở trong này thì họ đi chợ bán cho người dân địa phương cho nên là ký nó rất là đúng, nó không có sợ nữa. Cái này là bán. Dạ, ký này bán là bán hàng trăm ký. Nếu bán thiếu không ai dám mua. Dạ. Cảm ơn cô nha, con quay để cho khách du lịch biết đường người ta mua. Dạ. Dạ, dạ. Ai bên này là ngát à, cá có phải cá dồ cả nhà mình, cá dồ biển nè. À, cá dồ biển còn sống luôn, cái này về nấu măng. Dạ. Anh mua bao nhiêu một ký hả? 200. À, cá dồ biển 200 này cả nhà. Nó còn sống. Đúng rồi. Cái này về nấu chua, nấu măng chua, nấu lá me, kho gừng. Bên này là hàu. Hàu mua người ta sẽ làm sạch cho mình luôn này cả nhà. Bán hàu như thế nào hả chị? Dạ 40 ngàn một ký làm sẵn. À 40 ngàn ký làm sẵn là bỏ cái mình đi rồi đó hả? Dạ cái đây là 40 ngàn. Ý là mình luôn. Mua 1 ký là cái giùm chị. À chị đem mua đây là bao nhiêu ký đó hả? Em mua 40 ngàn ký, em mua 4 ký cho nó chạy. Cái này 4 ký đây hả? Dạ 3 ký 120 ngàn. À rồi cậy giùm cho luôn hả? Dạ cậy giùm. Cả nhà mình mua đem ra ngoài biển mình nướng. Ký khoảng bao nhiêu con hả chị? 15 con. À 15 con. Rồi cảm ơn chị. Yeah, hôm bữa mà mình đi ra ngoài biển mình mua 12 con là 100 ngàn là họ nướng luôn cho mình. Ở đây 1 ký là 15 con là 40 ngàn họ khui ra cho mình. Đó, cả nhà mình có thể là so sánh giá để mà mình có thể là mua đi. À, bên này cũng khách du lịch nè cả nhà mình thấy không? Kinh nghiệm của mình là mình thấy đi vào chợ mua là hàng tươi ngon và rẻ đúng giá hơn. À, khỏi mất công đi ra sớm, xa ra sớm chỉ có để chụp hình thôi. Nó còn mà đi mua tươi mà về ăn mà đem đi ấy thì ra ngoài chợ nè. Rồi bây giờ tới xào diệp nè, xào này người ta bán cho mình là chị thì bao nhiêu một ký hả chị? Mình cậy luôn là tính công riêng hay sao ạ? À một cái này một con khoảng một ký khoảng bao nhiêu con ạ? Ba mấy con, 70 ngàn. Này về nướng mỡ hành này cả nhà, chị sẽ làm sạch cho mình luôn ha, đúng không? Rồi về có phải rửa lại chứ hả? Dạ dạ dạ. Đó đây cả nhà mình mua xong mình ra lại cái homestay hay là ra ngoài biển á mình thuê người ta nướng cho mình. Em cảm ơn chị nha. Dạ. Đó cả nhà mình vô đây mua sò nè, sò tươi nha. Cảm ơn chị. Rồi này bên này ít òn nè, òn 35 ngàn. Ít òn cả nhà.
Rồi làm sao biết con nào mái con nào trống chị? Con có râu là con trống. À con có râu là con trống hả? À giống như đàn ông với đàn bà là có râu vậy đó hả? Vui quá ha. Rồi con mái thì nó có trứng hả hay sao? À ăn nó béo hơn hả hay sao? À đâu đâu cho em con coi mái coi. Đây con mái này cả nhà không có râu nè. Con trống đâu? Đâu đâu râu đâu? Đen đen nè, có râu. Này màu đen con cái này dưới cằm không? À ý là dưới cằm không có đen là con mái, con dưới cằm đen là con trống hả? Ừ em cảm ơn, vui quá cả nhà mình. Kinh nghiệm. Con mái nó không có đen à. Dạ. Dạ. Dạ rồi em cảm ơn. Là cái râu thì em cảm ơn. Hết hồng. 30.000. 35.000. Hạnh hạnh nè. Hôm nay mua đây trời. Đặc sản á, đặc sản của Bình Thuận này về nấu lá me đó. Lá me nướng. Nướng. Ô cái này mà ướp muối ớt quăng lên mấy nhà phơi khô là ăn dắt dầu luôn á. Trời lên. Dạ. Này cá kiếm. Cá xương xanh. 100.000 ký, 100.000 ký cả. À, cả nhà mình thấy mực cái chỗ này với mực kia là nó khác à, mực này là mực không nên là cả nhà mình ra ngoài biển mình thấy con mực mà nó cái da nó chóc à, cái mắt nó không trong nè, mắt nó đục à, thì nó không có tươi, nó không còn sống. Wow, con cá bớp bên này to quá. Ôm phải, à cá bớp à cả nhà mình. Cá bớp to. Đó nhiêu một ký hả gì? 400 luôn hả? Cá bớp nuôi lại là 370.000. À này bớp biển hả? Con này bớp biển á. À bớp biển. Thấy cho đây chị có béo không nè. Ừ, cứ ai cho đây đi không? Đó, béo được rồi béo. Cái đuôi không cho cái gì? Cắt cái đây. Tao đây, tao đây. Cái đó chị ăn chứ hỏi ai? 300 mấy ngàn ký mà. Ăn gì nấu. Chúng cho. Em mua rồi chị kêu nữa. Con bắp biển cả nhà mình to. Con này chắc cũng phải 10 mấy 20 ký nè. Chặt không rồi cũng xính rính. Là ngon quá trời. Hài lòng nha con. Mình sẽ vô mua ghẹ hả? Ở đây nó nhiêu rồi? Ghẹ đó nhiêu 1 ký hả gì? Ghẹ đó 170 á. 170 hả? Ta lưỡi nó còn nhiều. Còn gì nó ngon. 170. Ghẹ hồi nãy mình hỏi là ghẹ dễ. Cả nhà mình là 170 ngàn. Chị vô con hả? Bên này mực lá nè, mực này là mực tươi nè cả nhà. Mực lá tươi nè. Mực còn mini luôn cả nhà. Em lấy xong hết rồi qua mua. Cá khô vậy. Bên này là cá. Cá này nấu phi. Lá này là 300 hả vậy? 300 mấy thằng hả? 36 dữ vậy hả? Cá bự một. Lá loại một còn sống hả cả nhà? Cả nhà mình mua mực sống là trên mình nó còn mini, nó chớp nè. Cả nhà mình thấy không? Mực lá thì nó chớp nó là màu này, còn mực ống thì mình thấy nó là màu trắng đỏ. À, đây nè nó còn thở trên cái thân mình đó. Đó là kinh nghiệm mua mực nha cả nhà mình. Mười mấy ký đi.
Đây, qua bên này. Chào bố bê. Bên này là... Bên này là cái chị hồi sáng mà mình thấy chị ngồi ở ngoài bãi trước. Bãi trước mũi né đó, người ta thu xong người ta đem ra đây là người ta bán. Cho nên là... mình nếu mà mình đi ra bãi trước mũi né mình chụp hình với mấy cái thuyền với mấy cái thúng thôi cho nó đẹp, chứ còn nếu mà mua hải sản thì mình vô đây mình mua cho nó nhiều cả nhà mình, nhiều loại rồi mình dòm qua dòm lại có nhiều thứ để mình chọn lựa mình mua. Hôm bữa trước trong này thì xu thấy họ có tôm hùm nữa mà hôm nay không có. Đây ghẹ nè, ghẹ ghẹ càng xanh nè, đổ trong mâm á. Ghẹ này 200 mấy hay gì? Lấy 200. À 200 à. Đó, sao 200 chị lấy 250? 250 nè, đây, đây chị này chị lựa rồi nè. Ờ cái này 200 nè. 200. Rồi cái sao chị lấy 250? Hồi sáng mình dạ, còn ốc hương. Ốc hương chị bán 300. Mua ăn em rồi. Dạ. Dạ nhàng xanh nữa cả nhà. Ở đây thì cả nhà mình cũng để ý ha, nếu mà mình rò vô cái hàng mà nó đang bị bốc hơi đá hoặc là mình rò vô cái con nó còn lành á thì hàng đó hàng nông đá họ cũng có xả đông ra nữa. Cho nên là cô chú anh chị các bạn khi mình mua thì mình nhớ những cái kinh nghiệm đó để mình lựa được cái hải sản tươi ngon ha. Đây bây giờ Tisu sẽ chỉ cho cả nhà mình một cái đường để mình đi ra lại nè. Đó, cả nhà mình thấy cái chỗ mà rẽ từ bên tay phải đi vô ha. Ở đây cả nhà mình, đây là cái đường mà mình sẽ đi từ bãi ra trước. Mình đi qua đây là đường Chế Lan Viên nè. Xong rồi mình sẽ nhìn thấy cái hẻm này. Thì cái hẻm này mình đi vô xong mình rẽ bên tay phải là cái đường mình đi vào trong cái chợ cá. Còn không á, thì cái bằng cái con đường khi nãy mà Tisu đi vào á, là cũng đường Chế Lan Viên nhưng mà nó ở khúc trên. Mình đi bằng đường nào cũng được hết trơn á. Thì Tisu cũng đã quay cái kinh nghiệm mà lựa hải sản ở trong chợ Mũi Né. Thì trong chợ mọi người bán cho người dân địa phương nữa, cho nên cả nhà mình không có sợ là con thiếu đồ giống như ở một vài nơi khác đâu. Với lại hải sản mình vào đây mình mua thì cả nhà mình thấy là có nhiều loại để lựa chọn. Hàng tươi sống có, rồi hàng ít tươi cũng có, rồi hàng mình thấy có rờ cái con hải sản vô nó có lạnh cũng có. Nói chung là có hết tất cả. Đó là tùy theo cái kinh nghiệm của mình với lại cái con mắt của mình khi mình mua thôi. Nên là cả nhà mình sẽ tham khảo thêm để mình chọn lựa được những cái hải sản tươi ngon phù hợp với lại túi tiền của mình, để có một cái chuyến du lịch nghỉ dưỡng thật là vui vẻ, thật là thoải mái và hài lòng khi đến du lịch tại Phan Thiết Mũi Né. Tisu xin dừng lại cái video clip này ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tisu. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tisu. Nhớ bấm vào cái like, bình luận ủng hộ Tisu ha. Đây là cái đường hồi nãy mình đi vào nè. Đó, mình đi lên chút xíu khoảng 2 phút thôi là mình sẽ có một cái đường khác đi vào trong lòng chợ. Còn đi ăn sáng thì mình đi lên phía cổng trên hoặc đi cổng này qua cũng được. Bye bye cả nhà mình, xin chào và hẹn gặp lại ạ.